Chưa tới 80 triệu anh em nha. Đó, quay Thái mà chưa tới 80 triệu mình sở hữu ngày 1, 2, 3 con như thế này. Hi, Hiếu chào mọi người nha. Thì chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Chào Vinh. Rồi, hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu cho anh em mình một cái con xe mà nó có trị giá hơn 3.000 đô. Đó, hơn 3.000 đô la nha. Nó sẽ có điểm gì nổi bật. Rồi, chứ mà anh em mình đây đó là Honda Way 125mm của Thái Lan. Thì những ngày qua thì anh em mình tìm khá là nhiều, hôm nay Hiếu về được ba con xe hai màu sắc đó. Thì trước mặt anh em mình đây là phiên bản màu đỏ rất là đẹp luôn, thì bản này là 2024 đời mới nhất, đỏ này là đỏ nhám nha. Thì nhìn chung cái con Way này nó sẽ không có khác nha gì nhiều so với con Future 125 của Honda Việt Nam, nhưng mà điều khác biệt cơ bản đó là về giá cả đó. Con xe này thì anh em mình thấy nó sẽ có một số điểm nổi bật ở chỗ là đời 2024 này nó sẽ thiết kế lại hoàn toàn mới về cái màu sắc nè, cũng như là dàn áo đồng hồ của con Way Y này. Anh em mình thấy nó sẽ có là kết hợp vừa đồng hồ cơ và đồng hồ điện tử, nó to hơn đời 2023 và 2022 nha. Thêm vào đó là ở phía trước này nó có một cái hộp đựng đồ, ổ khóa vẫn là ổ khóa 4-trong-1 như là con Future. Thì màu hôm nay là cái màu mà trắng xanh này, trước đây anh em mình thấy full Thái thì người ta Quay Thái người ta chạy sẽ là trắng đỏ nhiều, nhưng mà hôm nay có cái màu trắng xanh này cho anh em nổi bật hơn luôn nha. Rất là đẹp luôn, nhìn rất là tuyệt vời. Đó, còn anh em nào muốn có thích cho mà chói chang chút xíu thì mình lấy luôn cái con đỏ nhám như thế này. Đó. Rồi, cốp xe con Phiêu con Quay Thái này khá là rộng, nó rộng có thể là rộng hơn con Phiêu chờ luôn anh em nha. Rồi, lốc xe, cái lốc thì nó được sơn là màu đen mà đen bóng, nhìn khá là đẹp mắt. Hôm nay thì Hiếu về được ba con xe, thì anh em nào ở khu vực Trà Vinh mình cứ để lại số điện thoại hoặc là cứ ghé trực tiếp hết thành Hiếu, mình sẽ để cái giá yêu thương cho mình luôn nha. Hôm nay nó đang cái con Quay Thái này đang có giá rất là tốt luôn, chưa tới 80 triệu anh em nha. Đó, Quay Thái mà chưa tới 80 triệu mình sở hữu ngày 1, 2, 3 con như thế này. Đó, chưa tới 80 triệu giá rất là tốt. Thật ra thì ngay đầu clip mà mình nói 3.000 đô mình nhìn mình tưởng đâu là giá nó quá trời cao luôn đúng không, nhưng mà thật ra 3.000 đô hôm nay thì nó chỉ tầm khoảng 70 mấy thôi, chưa được 80 triệu nha. Đó, chưa được 80 triệu mình sở hữu ngay một con xe nguyên con từ Thái Lan như thế này. Đó, tem xuất xưởng rồi này kia toàn là chữ Thái không anh em nha, ở phía gấp này cũng vậy, chữ Thái không quá trời luôn nè. Đó, đồ thì chi tiết con Quay Thái này thì không còn gì phải bàn rồi, rất là đẹp, nhìn chỗ nào nó cũng đẹp nha. Rồi, hôm nay thì về được hai màu thì sẽ cho anh em mình dễ lựa chọn luôn là trắng xanh và đỏ nhám. Đó, đỏ đèn nhám. Và điều đặc biệt hơn, thì con Way 125 này bên Hiếu có sẽ hỗ trợ trả góp cho mình luôn. Đó, mình chỉ cần trả trước khoảng tối thiểu là 30% giá trị xe, có căn cứ công dân là nhận xe ngay nha, trong vòng 20 phút thôi. Thì với những cái dòng xe mà giá trị cao như thế này thì anh em mình nếu mà có mua trả chậm thì mình phải trả trước cho nhiều chút xíu nha. Ví dụ như xe này để trả trước khoảng 30% thì mình thôi mình gán mình trả thêm khoảng 40 hoặc 50% cho nó góp nhẹ chút xíu. Đó, xe nào cũng trả góp được nhưng mà tùy theo anh em là cái giá trị xe mình trả nhiều hay trả ít thôi. Về phối màu thì con Way 125 đời 2024 này nó sẽ có thêm màu trắng đỏ nè, trắng xanh, đỏ nhám. Đó, và màu đen. Anh em mình thích màu nào nó cũng có. Đối với con Way này thì nó cũng xài thắng địa trước thông thường như con Honda Future. Nhưng mà anh em nhìn xuống cái phần lọc gió, phần cái máy á, ở dưới cái cabo nó có một cái vụn bầu hơi, nó khác chút xíu ha, còn cái lọc gió nó nằm ở vị trí này. Về thiết kế mặt nạ nó sẽ có hai lỗ cái này, anh em nào thích có gắn gỗ mình gắn luôn khỏi cần khoét mặt nạ ha, rất là đẹp. Xi nhan nó cũng làm tích hợp chung như thế này, cái này anh em mình đi nguyên cái con đèn led Audi vô nó là tuyệt vời luôn nha. Rồi, cốp xe quá trời rộng luôn, cốp xe này để là khoảng hai cái nón luôn á. Đó, hai cái nón, một số vật dụng cá nhân khác là rất là ok luôn. Ở đây là bộ bơm xăng của nó nè. Trời ơi, chiếc xe mà gần hơn 3.000 đô nhìn nó khác quá ha. Đó, ổ khóa này cũng rất là đẹp, ở đây nó có hình phản quang luôn nè. Và cái chức năng của ổ khóa này nó cũng là bốn chức năng, là tắt mở khóa điện, khóa yên, khóa từ, đó, và khóa cổ. Bốn chức năng cũng y chang như Future nha. Rồi thì cái mặt đồng hồ nó sẽ được kết hợp là đồng hồ cơ và đồng hồ điện tử. Bật khóa điện lên, nổ máy, đèn sáng luôn liên tục. Và đèn con Phiêu Quay 125 này là đèn led nha. Rồi, những cái tem anh em thấy không? Tem rất là đẹp luôn, chữ Quay. Một cái điều mà đã nhất đó là cái đèn sau của con Quay nó rất là cứng cáp. Anh em nào đang xài con Phiêu chờ á, mình thử lấy cái tay ra nhúc nhích cái đèn sau coi. Nó bị sụt sịch đó là do hai cái miếng đệm trên này nó làm lỏng nha, nó lỏng để cho mình khi mà mình bị giằng nó không có bị gãy, còn cái này nó làm cứng luôn đó,
con quay y thì làm này rất là chắc chắn. À, mấy cái màu này anh em mình mua thấy bánh mâm mà nó cứng cáp quá, nhìn nó ngầu quá thì có thể là xuống bánh câm cho nó nhẹ nhàng. Bên Hiếu có hỗ trợ cho mình xuống bánh câm luôn, giá sẽ nó sẽ ổn hơn nha. Rồi xuống bánh câm thì lấy nguyên cái bộ mâm của phụ trợ lắp qua khá là ok. Rồi ơi, cái màu đỏ này mà xuống bánh câm một cái là hết bài luôn nha anh em. Đó. Rồi, quay đời 2024 mới nhất hiện tại đang có giá chưa tới 80. Anh em nào đang có thích dòng xe quay 125 nguyên con của Thái Lan này, cứ để lại số điện thoại hoặc là ghé trực tiếp hết thành Hiếu gặp Hiếu luôn nha. Hiếu sẽ tính một cái giá yêu thương cho anh chị mình luôn. Rồi, hôm nay Hiếu về được ba con này. Và clip sau Hiếu sẽ gửi đến anh em mình cái mẫu xe đó là Honda Vario. Đó, nhập khẩu của Indo và giá hôm nay rất là mềm luôn nha. Để phục vụ cho anh em nào có thích xe thể thao, xe tay ga mà thể thao thì lấy ngay con Vario. Rồi, clip mình cũng kết thúc tại đây và hẹn anh em mình lại clip sau nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.